Kính chào quý vị và các bạn đã đến với kênh Rồng Vàng Bóng Đá. Kính thưa quý vị, kết thúc vòng đấu thứ 9 V-League 2023, Hoàng Anh Gia Lai mới chỉ phải nhận duy nhất một thất bại. Thông số này chỉ kém ấn tượng so với đội đầu bảng Thanh Hóa, đội bóng chưa để thua trận nào. Tuy nhiên, thầy trò huấn luyện viên Kia Tisak Sinamuang lại đang phải đứng thứ 9 với vỏn vẹn 10 điểm. Lý do là bởi Hoàng Anh Gia Lai đã để hòa quá nhiều với 7 trận hòa kể từ đầu giải. Không có đội bóng nào ở V-League tính cho đến thời điểm này hòa nhiều hơn Hoàng Anh Gia Lai. Trong bóng đá, hòa đồng nghĩa với việc là giành được một điểm hoặc là bị mất hai điểm, điều ấy còn phụ thuộc vào góc nhìn nữa. Trên khía cạnh tích cực thì Hoàng Anh Gia Lai mới một lần để cho đối thủ khuất phục kể từ đầu giải và đó là kết quả chấp nhận được đối với một đội quân trẻ tuổi, nhiều gương mặt mới lần đầu lãnh trọng trách đá chính mà huấn luyện viên Kiati Sak đang huấn luyện. Nhưng ở trên khía cạnh tiêu cực thì Hoàng Anh Gia Lai cũng mới chỉ một lần giành được chiến thắng tính cho đến hết vòng đấu thứ 9. Con số này chỉ khá hơn hai đội đang chật vật ở nhóm cuối là BKMX Bình Dương và SHB Đà Nẵng. Thắng một trong 9 trận đấu có lẽ không phải là thống kê mà huấn luyện viên Kia Tisak hài lòng. Tỷ lệ thắng vỏn vẹn 11% ở mùa giải này của Hoàng Anh Gia Lai là thấp nhất trong sự nghiệp huấn luyện của huấn luyện viên Kia Tisak. và đáng lo hơn là bởi Di Cô Thái đã làm việc ở Hoàng Anh Gia Lai tới 3 mùa giải rồi khác với những đội bóng đứng đầu người ta dễ dàng cắt nghĩa được là giàu thực lực hay là những đội ở nhóm cuối thì bị đánh giá là yếu nhưng rất khó để định danh thầy trò huấn luyện viên Kia thì sắc rơi vào nhóm yếu hay là nhóm mạnh bởi kể từ đầu giải thì Hoàng Anh Gia Lai có thể chơi ngang ngửa và hòa những đội mạnh như là Thanh Hóa, Nam Định, Công an Hà Nội hay là thậm chí còn đánh bại cả Viettel. Dù vậy Minh Vương cùng với các đồng đội cũng để hòa những đội đang đứng ở nhóm cuối như là SHB Đà Nẵng hay Becamex Bình Dương gặp đội yếu hay đội mạnh Hoàng Anh Gia Lai đều hòa thậm chí dường như gặp đội càng mạnh thì Hoàng Anh Gia Lai lại chơi càng bốc hơn đội bóng của huấn luyện viên Tisak đã đè bẹp Việt Theo ở trên sân hàng đấy nhờ vào lối chơi phòng ngự phản công cực kỳ hợp lý buộc Thanh Hóa hay là Nam Định phải cưa điểm bằng sự kiên cường và phong thái thi đấu quyết liệt thế nhưng gặp những đội bóng chơi phòng ngự chặt chẽ thì Hoàng Anh Gia Lai đã phải nhập cuộc ở thế cửa trên và khi ấy thì các học trò của huấn luyện viên Kierasak lại không biết chơi như thế nào sự lúng túng trước câu lạc bộ Đà Nẵng ở vòng 9 với hàng loạt những cơ hội bị bỏ lỡ và sai lầm của hàng thủ đã phô bày nhược điểm của Hoàng Anh Gia Lai, đó là tính tổ chức, khả năng giữ nhịp thi đấu non kém bởi phần lớn cầu thủ mới lần đầu sát cánh cùng với nhau. Để bù đắp cho khiếm khuyết về chiến thuật, Hoàng Anh Gia Lai buộc phải chơi nỗ lực hơn, quyết liệt và lăn xả hơn. Nguồn năng lượng ấy đã giúp cho các học trò của huấn luyện viên Sắc chơi tốt khi mà ở thế cửa dưới, nhưng ngược lại sẽ khó khăn hơn khi phải đá ở thế cửa trên, vốn đòi hỏi sự bình tĩnh và lạnh lùng thay vì cứ nhào lên mà đá. Sự thất thường của Hoàng Anh Gia Lai ở mùa giải này đang gợi lại hình ảnh của chính đội bóng phố núi ở giai đoạn 2015 đến 2019 khi mà lứa công phượng Xuân Trường chập chững lên chơi ở V-League. Tuy nhiên, đội bóng của huấn luyện viên Sắc hiện tại vẫn có điểm khác biệt. Đó là lứa quốc Việt, Đức Việt, Đình Lâm, Quang Nho hay Thanh Nhân được đan cài với thế hệ đàn anh là Tuấn Anh, Minh Vương, Văn Sơn còn sót lại từ lứa Hoàng Anh Gia Lai JMG khóa 1 và 2. Ngoài ra thì Kia Thị Sắc cũng rất tinh quái và hiểu vi lịch. Nhà cầm quân người Thái Lan có chiến thuật đủ hợp lý để dù cho Hoàng Anh Gia Lai không giành được chiến thắng nhưng cũng không phải trắng tay ra về ở những trận cầu gặp những đối thủ mạnh hơn. Cách mà Di Cô Thái sử dụng quốc Việt là một minh chứng ông xếp tiền đạo của U22 Việt Nam di chuyển tự do ra sau lưng tiền đạo ngoại binh Washington Brandao. Ở bàn thắng ghi được vào lưới của câu lạc bộ Đà Nẵng, Quốc Việt đã di chuyển giật lùi, nhận bóng và bấm bóng rất tinh tế cho Brandao thoát xuống để lập công. Huấn luyện viên Kia Tisak thường rất mát tay với các cầu thủ trẻ và biết thúc đẩy tinh thần thi đấu của các học trò. Đó là lý do Hoàng Anh Gia Lai dù đã trận hay trận dở nhưng cũng chẳng dễ cho bất cứ đội bóng nào có thể đánh bại được đoàn quân của Zico Thái ở V-League này. Đó cũng chính là thử thách dành cho Hà Nội FC trong trận đấu diễn ra ở vòng 10 V-League này. Đội bóng của huấn luyện viên Bozida Bandovic dường như là bị mất phương hướng khi vắng đồng thời Văn Quyết và Hùng Dũng. Sân Pleiku của Hoàng Anh Gia Lai luôn là hiểm địa đi dễ khó về với các đội bóng ở V-League. Trong 5 năm qua, Hoàng Anh Gia Lai chỉ có được một lần thắng duy nhất trước câu lạc bộ Hà Nội, đó là ở mùa giải 2021 Thời điểm ấy, huấn luyện viên Kia Tisak vừa mới trở lại Hoàng Anh Gia Lai nhưng đã mang đến luồng gió mới trong phong cách chiến thuật, giúp cho lứa Công Phượng Văn Toàn Xuân Trường thi đấu một cách thăng hoa và liên tục dẫn đầu bảng xếp hạng ở V-League. Năm ấy, cú ra chân thần sầu từ cự ly khoảng 30m của Xuân Trường đã giúp cho Hoàng Anh Gia Lai vượt qua Hà Nội FC với tỷ số 1-0, nhưng đó cũng chính là lần duy nhất trong nhiều năm qua, người hâm mộ đội bóng phố núi được hưởng niềm vui chiến thắng khi mà đối đầu với Hà Nội FC. Giờ đây, với nguồn lực gồm nhiều cầu thủ trẻ còn non kinh nghiệm, chính bản thân huấn luyện viên Kiatisak cũng phải thừa nhận là mình cần thêm thời gian để hoàn thiện. Chúng tôi không quá đặt nặng hay là quá kỳ vọng thế hệ trẻ ở mùa giải này vì đội bóng đang ở trong giai đoạn chuyển giao. Tất cả sẽ cố gắng trả lời ở giai đoạn 2. Thế hệ công phượng, xuân trường, văn toàn vân vân cũng cần phải đến 7-8 năm để thích nghi và hoàn thiện. Các cầu thủ trẻ hiện tại mới chỉ có 2-3 tháng, làm sao mà so sánh được với lứa đàn anh? Chúng tôi cần thêm thời gian để hoàn thiện. Chiến lược gia người Thái Lan đã không dưới một lần nhấn mạnh chuyện Hoàng Anh Gia Lai không đặt nặng vấn đề thành tích ở mùa giải năm nay. Đó giống như hành động để làm giảm bớt áp lực trên vai các cầu thủ trẻ. Hơn ai hết, huấn luyện viên Kia Tisak hiểu mình đang có những gì trong tay và mục tiêu khả dĩ nhất của Hoàng Anh Gia Lai là gì. Tất nhiên với lòng tự tôn của một huấn luyện viên, đồng thời cũng là người rất hiểu tính chất của cuộc đối đầu giữa Hoàng Anh Gia Lai và Hà Nội FC, Kia Tisak khẳng định rằng toàn đội đã giáo diết chuẩn bị cho trận đấu lớn trên sân nhà Pleiku ở tại vòng đấu này. Có lẽ chính vì thoải mái tâm lý mà các cầu thủ trẻ trong tay huấn luyện viên Kia Disak đã chơi một trận đấu thăng hoa để hạ gục nhà đương kim vô địch Hà Nội FC. Trận thua này đã khiến cho thầy trò huấn luyện viên Bozida Bandovic gặp rất nhiều khó khăn trong việc bảo vệ ngôi vương ở V-League. Lợi thế sân nhà đã giúp cho Hoàng Anh Gia Lai có được khởi đầu tốt hơn trong trận đấu chiều nay. Ngược lại, đội bóng thủ đô lại có khởi đầu khá trượt trọc. Đầu trận, trung vệ Bùi Hoàng Việt Anh bên phía Hà Nội FC đã khống chế bóng hỏng ở ngay khu vực 16m50 của đội nhà. Bóng đến chân của cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai buộc thủ môn Bùi Tấn Trường bên phía Hà Nội FC phải truy cản trái phép cầu thủ của đội chủ nhà. Trọng tài Trần Văn Lập đã cho Hoàng Anh Gia Lai được hưởng một quả phạt đền. Và trên chấm 11m, tiền đạo ngoại binh Oliveira đã đánh bại thủ môn Tấn Trường, ghi bàn giúp cho đội bóng nhà bầu Đức dẫn trước 1-0. Sau bàn thua, Hà Nội FC đã đẩy cao đội hình tấn công, trong khi Hoàng Anh Gia Lai thì chuyển sang chơi phòng ngự phản công, tận dụng việc đội đương kim vô địch để lại khoảng trống ở phía sau lưng rồi tăng tốc mỗi khi có bóng. Tình huống nguy hiểm nhất mà Hà Nội FC tạo ra trong hiệp 1 chính là pha đánh đầu của Văn Tùng ở phút 42. Trong pha bóng này, Việt Anh thoát xuống bên phía cánh trái, xâm nhập khu vực 16m50 của Hoàng Anh Gia Lai trước khi bấm bóng vào giữa, nhưng tiếc rằng trong thế không bị kèm, chỉ cách khung thành khoảng 8m nhưng Văn Tùng lại đánh đầu ra ngoài. Đến đầu hiệp 2, Hoàng Anh Gia Lai có tiếp một cơ hội từ tình huống phản công chớp nhoáng. Phút 55, Hoàng Anh Gia Lai có pha chuyển trạng thái từ phòng ngự sang phản công rất nhanh từ phần sân nhà. Với tốc độ đáng nể của mình, ngoại binh Brandao đã có pha bứt tốc hơn 50 mét bất chấp sự truy cản của các hậu vệ Hà Nội FC để xâm nhập khu cấm địa đối phương trước khi sút bóng từ cự ly khoảng 14 mét. Thủ môn Bùi Tấn Trường của Hà Nội đã bó tay, thế nhưng bóng lại dội trúng cột dọc ra ngoài trong sự tiếc nuối của cả ban huấn luyện lẫn cổ động viên đội nhà phút 72 trung vệ duy mạnh của hà nội fc đã va chạm với tiền đạo ngoại binh Brandau bên phía hoàng anh gia lai trong khu vực cấm địa của đội khách các cầu thủ hoàng anh gia lai cho rằng họ xứng đáng được hưởng một quả phạt đền sau pha va chạm nói trên thế nhưng trọng tài trần văn lập đã khoát tay cho qua đến phút 75 tiền đạo trẻ quốc việt của đội chủ nhà đã đánh đầu trong tư thế thuận lợi từ khoảng cách 9m thế nhưng bóng lại đi đúng vào vị trí của thủ môn bùi tấn trường và bỏ qua cơ hội gia tăng cách biệt cho hoàng anh gia lai chỉ 4 phút sau đó, Hoàng Anh Gia Lai lại tiếp tục bỏ lỡ một cơ hội còn rõ rệt hơn nữa. Trong pha bóng này, Paulo Oliveira đã đi bóng luôn qua cả thủ môn tấn trường bên phía Hà Nội. Thế nhưng trước khung thành trống, ngoại binh này lại dứt điểm ra ngoài. Dù sao thì chiến thắng 1-0 cũng là vừa đủ để cho Hoàng Anh Gia Lai giành chọn 3 điểm trong trận đấu này bởi Hà Nội FC cũng không sắc sảo trong khâu kết thúc thua Hoàng Anh Gia Lai, Hà Nội FC hiện thời chỉ có 16 điểm, bỏ qua cơ hội vượt qua đội nhì bảng Công an Hà Nội với 18 điểm. Đồng thời, mục tiêu bảo vệ ngôi vô địch của đội bóng nhà bầu hiển đang gặp thách thức lớn. Trong khi đó, Hoàng Anh Gia Lai hiện tại đang có 13 điểm và xếp thứ 7 trên bảng xếp hạng. Chia sẻ sau trận đấu, tiền vệ Minh Vương cho biết rằng Vương xin gửi lời cảm ơn tới người hâm mộ đã đến đây để cổ vũ cho đội bóng ngày hôm nay. Tôi cảm thấy hôm nay toàn đội đã thi đấu thực sự quyết tâm. Hà Nội là một đội bóng mạnh, Hoàng Anh Gia Lai hôm nay đã tuân thủ chiến thuật mà huấn luyện viên trưởng đề ra và 3 điểm sẽ là tiền đề để cho toàn đội hướng tới những trận đấu tiếp theo. Ở trận đấu này, Minh Vương và các đồng đội đã có không ít cơ hội để ghi bàn, song một lần nữa, sự thiếu chính xác trong các pha dứt điểm cuối cùng đã khiến cho họ không thể ghi thêm bàn thắng vào lưới của Hà Nội FC. Chia sẻ về chuyện này của đội bóng Phú Núi, Minh Vương cũng tâm sự rằng, trong bóng đá đôi khi cũng có những cơ hội mà thực sự rất khó để ghi bàn nhưng đó cũng là vấn đề mà Hoàng Anh Gia Lai đang phải trải qua. Và tôi nghĩ rằng toàn đội cần phải tập luyện và trau dồi hơn nữa để có thể dứt điểm sắc sảo hơn thì Hoàng Anh Gia Lai mới có được những kết quả tốt hơn ở các trận đấu tiếp theo. Bên cạnh đó, tiền vệ người Thái Bình cũng chia sẻ thêm về màn đọ sức sắp tới của đội bóng phố núi gặp đội chủ nhà Hải Phòng. Thực ra ở V-League năm nay thì đội nào cũng rất mạnh, Hoàng Anh Gia Lai gặp đội nào cũng đều khó khăn cả, không riêng một đội nào cả. Và Vương nghĩ là toàn đội sẽ phải tập trung hơn nữa để giành một kết quả tốt trước Hải Phòng. Còn chuyện đá với Hải Phòng như thế nào thì huấn luyện viên trưởng sẽ là người phân tích trận đấu và đưa ra chiến thuật hợp lý nhất cho đội bóng để có thể hướng tới kết quả tốt nhất. Quý vị và các bạn hãy để lại những bình luận của mình ở phía dưới video này, dùng vàng bóng đá xin cảm ơn những bình luận của quý vị và các bạn. Còn bây giờ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video tiếp theo.